kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Ở cái phiên bản 2019 này là cái phiên bản này đã có ghế điện rồi các bạn nhé. Ghế điện, cửa, nóc, khóa thông minh, đề nổ, tức là option cũng đã cao nhất rồi quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, đồng hồ hơn 3 vạn là đồng hồ zin nhé. Chúng tôi cam kết là không tua đồng hồ, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng Mazda luôn các bạn nhé. Những chiếc xe nào chúng tôi biết rõ nguồn gốc, những chiếc xe nào chúng tôi không tua đồng hồ, chúng tôi mới dám cam kết là đồng hồ nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 555 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan sản xuất năm 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 2019 này thôi. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần thân vỏ bên ngoài, phần ngoại thất bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài quý bạn nhá. Đấy, chiếc xe này là sở hữu một cái màu trắng hay còn gọi là màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp quý bạn ạ. Và còn nguyên bản rất là nhiều luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, gần như cả xe là sơn zin luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy quý bạn xem này. Những cái sườn bên này còn chưa sơn đâu các bạn nhé. Đấy, chưa sơn này. Nước sơn thì rất là đẹp rồi các bạn ạ. Nước sơn rất đẹp, dàn lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày các bạn nhé. Đấy, dàn lốp Bridgestone theo xe này. Chiếc xe mới lăn bánh có 3 vạn, hơn 3 vạn thôi, cho nên là dàn lốp còn nguyên này. 2019 đây các bạn nhé. Đấy, cả cái dàn lốp này là còn nguyên bản và còn rất là dày đây các bạn này. Đấy, cả dàn lốp đều 2019 hết luôn các bạn nhé. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cả dàn lốp này đều 2019 này. Và đều rất dày, rất mới đây các bạn này. Bridgestone nguyên bản của xe nhé. Đấy, Bridgestone nguyên bản cả xe và đều 2019 hết luôn quý vị và bạn ạ. Nguyên bản của xe và cái đồng hồ chúng tôi cũng cam kết là chuẩn nguyên bản các bạn nhé, không tua đồng hồ đâu ạ. Đấy, nhìn về cái đằng trước này thì quý bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này. Và rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, còn rất mới, rất đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này được chủ xe bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn đấy ạ. Phía bên dưới là cụm đèn gầm này. Mặt ca lăng cũng còn nguyên bản và rất đẹp đây các bạn này. Đấy, rất mới luôn, một chiếc xe 2019. Mới hơn 3 vạn thì chạy quá ít các bạn ạ. Đấy, cái màu trắng này thì các bạn thấy đấy ạ. Để đây xem những bạn ruồi này còn thích đậu lên các bạn này. Đấy, màu trắng nó rất là đẹp. Gương chiếu hậu đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện rồi các bạn nhé. Tích hợp xi nhan trên gương này. Cửa số nóc đầy đủ này. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Đấy, đầy đủ luôn các bạn ạ. Và rất đẹp như này đấy ạ. Chủ xe cũng đã dán thêm bộ vè che mưa này. Đấy, bộ vè che mưa rất là xịn, rất đẹp luôn. Và nhìn về cái đằng sau, phía sau của chiếc xe này thì quý bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi.
Đấy, camera lùi nguyên bản theo xe các bạn nhé. Và cái cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, cụm đèn hậu rất mới luôn. Cụm đèn hậu chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài này thì các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Một chiếc xe quá mới luôn đấy ạ. 2019, mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và bạn cũng đã biết rồi. Riêng về hãng Mazda thì những năm gần đây được thiết kế, không những thiết kế về cái ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần option, về phần công nghệ đều rất là tốt luôn quý bạn nhé. Đấy, không những về những cái phần công nghệ, về option rất nhiều, mà về phần động cơ cũng đã được cải thiện rõ rệt, với mức tiêu thụ nhiên liệu rất là khiêm tốn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này với động cơ 1.5 lít, thưa với quý bạn, không biết quý bạn có nhìn rõ đây không ạ? Tôi quay đây nhưng không biết quý vị các bạn nhìn rõ không ạ? Vì là nó ở dưới kính cho nên là nó sẽ bị phản ánh sáng như khó nhìn nhé. Đấy, thì quý bạn xem đây ạ. Với mức tiêu thụ chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như trong đô thị chỉ 8,14 lít, còn nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,01 lít cho 100 km quãng đường kết hợp đô thị thôi các bạn nhé. Đấy, ở ngoài đô thị là có 5,1 thôi. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn ạ. Chính vì vậy mà những chiếc xe Mazda 3 này ở trong Sài Gòn là rất nhiều người mua để chạy dịch vụ các bạn ạ. Đấy, ở ngoài Bắc mình thì ít chạy Mazda chạy dịch vụ, nhưng mà trong Sài Gòn thì Mazda 2, Mazda 3 cũng đã được sử dụng chạy dịch vụ rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi. Tôi sẽ mời quý vị các bạn nhìn lại một lần nữa về cái phần ngoại thất của chiếc xe trước khi chúng ta tìm hiểu về cái phần nội thất quý vị các bạn nhé. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Không có đâm đụng, không có bị va chạm, xước sát gì đâu. Rất đẹp rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi chỉ có rửa thôi các bạn ạ. Tôi rửa qua và lau qua đi một chút là tôi đem ra tôi quay thôi, chứ không phải dọn dẹp gì đâu quý bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên mở cánh cửa phía trước bên lái nè. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết quý bạn này. Keo chỉ này là nguyên bản hết đây nhá. Chủ xe cũng đã dán thêm một cái gioăng cao su này để chống ồn đây. Đấy, những keo chỉ còn nguyên này. Đấy, táp bi cánh cửa đây các bạn này, mới hơn 3 vạn thôi cho nên là rất mới, rất là đẹp. Tất cả các con ốc là còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhá. Đấy, nó bẩn thế này, chúng tôi mua về chúng tôi không dọn, nó bẩn thế này các bạn nhá. Nếu dọn dẹp đi nó sẽ sạch sẽ, nó khác hơn. Chiếc xe này là chúng tôi để nguyên, vừa mua về cái là tôi đem ra đây tôi quay rửa qua một chút thôi. Là đem ra tôi quay, rửa thì chỉ rửa được bên ngoài thôi. Bên trong này phải dọn dẹp thì nó mới sạch, nó mới đẹp được các bạn ạ. Đấy, chúng tôi để nguyên nhá, nguyên bản của chiếc xe mua về như nào là nó như này đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da cao cấp của chiếc xe này. Ở cái phiên bản 2019 này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 này là cái ghế điện rồi các bạn nhá. Đấy, đặc trưng của bắt đầu từ 2019 là có ghế điện. Còn facelift phanh tay điện tử này thì bắt đầu từ cuối năm 2017 là đã có facelift phanh tay điện tử rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn. Phía bên trên này là cửa nóc này. Option rất là nhiều. Đấy, vô lăng, quý vị bạn xem cái vô lăng. Đấy, còn đẹp như này này. Đấy, đẹp như này. Cần số này, hơn 3 vạn các bạn nhé. Tí nữa tôi sẽ bật cái đồng hồ sau. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái bộ sàn 5D này. Sàn 5D rất đẹp, rất sang, rất xịn. Đấy, quý vị bạn thấy có mới không ạ? À, rất đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, chủ xe dán cái này là chống ồn. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết này. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp, rất mới. Và tất cả những con ốc thì chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Không phải dọn dẹp cơ, vì chiếc xe này nó quá mới. Từ những cái bậc cửa này thì chủ xe cũng đã ốp chống xước rồi. Đấy, ốp inox để chống xước. Bộ lót chân, sàn lót chân này 5D. Đấy, quý bạn nhá, chúng tôi chưa dọn dẹp thì quý bạn thấy đây này, nó bụi bẩn như này đây này. Đấy, bụi bẩn nhưng mà nó rất ít thôi quý bạn ạ. Không đáng kể, không đáng phải dọn. Đấy, nếu chúng tôi mà dọn dẹp đi thì nó còn mới hơn rất là nhiều quý bạn nhé. Chúng tôi muốn để cho nó mộc mạc, cho nó nguyên các bạn này, rất đẹp luôn. Trần đây, chưa có dọn dẹp gì mà nó mới, nó đẹp như này đấy ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, đây là cái phần cửa nóc này. Đấy, cửa nóc của chiếc xe. Chiếc xe này được một
chủ xe là một bạn nữ của bạn nhé, cho nên là bạn hay dán những cái này vào này, bạn nữ đấy, đấy tất cả những cái này là đều dán hết vào này, chúng ta không thích chúng ta có thể thả bóc phát là ra thôi. Đấy, một bạn nữ này. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ bấm cái đồng hồ lên cho quý bạn xem nhé. Cảm ơn sự hỗ trợ của trung tâm quản lý điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây cho cập nhật. Đấy, để tôi cho nhỏ cái tiếng đi. Đấy. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn này. Chiếc xe mới lăn bánh được 3 vạn các bạn ạ. Chính xác là 3 vạn lẻ tí thôi. Tôi gọi là hơn 3 vạn một chút đây các bạn này. Đấy, 3 vạn quý vị bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Vô lăng, cần số này. Tất cả đều rất mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, một chiếc xe này chạy đúng 3 vạn cho nên là nó mới đẹp như vậy đấy các bạn ạ. Quý bạn xem. Toàn bộ từ những cái phần nhựa này. Đấy, phần nhựa này. Tôi quay sát lại cho quý bạn thấy được là nó mới, nó đẹp như này đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa, phần nỉ này đều rất là mới luôn quý bạn nhá. Với những chiếc xe này thì có thể nói nó là những chiếc xe gọi là lướt thôi. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chất lượng của chiếc xe. Quý vị các bạn có thể check tại hãng. Đấy, vô lăng thì đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này. Sang số thể thao trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, cruise control hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, đầy đủ hết tất cả các option rồi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đầu DVD. Đầu DVD này. Điều hòa tự động này. Đấy, màn hình, camera lùi, đầy đủ hết luôn quý vị và các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần cốp sau này. Đấy, cốp sau thì keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản nhá. Chúng tôi cam kết bằng văn bản luôn cho quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản hết. Và còn rất đẹp. Đấy, chủ xe dán chống ồn vào những cái này. Đấy, phía bên dưới thì quý bạn thấy đấy ạ. Đấy, chiếc xe này chạy rất ít mà lại chủ xe là nữ cho nên là cũng ít để đồ. Cho nên là những cái phần nỉ này còn mới nguyên, chưa có bị xước sát gì ở trong cái khoang cốp sau này cả. Đấy, kích đây, đầy đủ hết đồ nghề này quý bạn này. Kích cũng còn rất mới luôn quý bạn nha. Kích rất mới này. Đấy, phía bên dưới này thì cũng đã được chủ xe mua một cái tấm cao su này để chống bẩn cho cái thảm này. Đây, cho nên là cái thảm này nó cũng rất là mới này. Đấy, thảm rất mới luôn quý bạn nha. Nỉ rất sạch, rất đẹp này. Phía bên dưới là lốp sơ cua. Lốp sơ cua này cũng rất mới luôn các bạn ạ. Chúng tôi chưa có lau dọn gì cả cho nên là nhìn nó hơi bụi bẩn một chút thôi. Chứ còn cái lốp sơ cua này cũng còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về những cái đồ nghề còn mới nguyên luôn các bạn ạ. Đấy, một số giấy tờ của chủ xe này chúng tôi còn chưa bỏ ra cơ. Đấy, mua về là tôi để nguyên này. Đấy, cái giấy tờ của chủ xe này. Phiếu siêu âm gì đây. Đấy, các thứ gì đây. Đầy đủ hết giấy tờ, các thứ của chủ xe chúng tôi còn chưa dọn ra các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Toàn bộ những cái keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Chủ xe phải nói là rất là cẩn thận. Dán cả từ những cái bậc cửa cho đến những cái ốp chống ồn, gioăng chống ồn đấy ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Còn nguyên bản hết này. Đấy, phía bên dưới này, bên dưới sàn. Bên dưới sàn này là sàn thảm 5D. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Đấy, và bộ ghế da này. Bộ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Còn nguyên và còn rất mới này. Đằng sau này thì gần như là không có người ngồi mấy. Cho nên là nó mới lắm này, quý bạn xem này. Mới lắm luôn này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một chỗ nào mất keo chỉ đâu. Keo chỉ là chúng tôi cam kết là nguyên zin. Đấy, và rất mới luôn đấy ạ. Không những chiếc xe này nó còn zin và nó còn rất mới. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn vào thì đứng bên ngoài nhìn vào thì từ cái bậc cửa này chúng ta cũng đã biết được là chủ xe rất là cẩn thận. Đã ốp inox chống xước này. Sàn này đều rất đẹp, rất sạch luôn các bạn nhé.
chưa có dọn dẹp gì mà nó đã mới, nó đã đẹp như này rồi. Đấy, và cái cốp thì cái đồ này chúng tôi cũng còn chưa dọn ra cơ. Đấy, những cái này của chủ xe đấy. Đấy, toàn bộ những cái này của chủ xe mà chúng tôi còn chưa bỏ ra đâu nhé. Đấy, rất đẹp quý bạn nhé. Toàn bộ đây, nhìn chúng ta nhìn lại một lần nữa. Từ táp bi cánh cửa này, cho đến vô lăng này, táp lô này, đấy, cần số đều rất mới, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn vào những cái dán này thì tôi thấy nó cũng rất mới, rất đẹp, nhưng nó phù hợp với chị em nữ nhé. Còn nếu anh em mà không thích mà mua chiếc xe này về thì chúng ta bóc một cái là ra thôi. Đấy, đều rất đẹp này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất bởi công ty Thaco, đấy, Trường Hải Mazda. Đây, sản xuất năm 2019 đây quý bạn nhé. Đấy, nhiều người cứ hỏi tôi là đời mới biết, tôi cứ nói rõ luôn là sản xuất năm 2019 các bạn này. Ốc bản lề cánh cửa mới nguyên này, chưa có một vết tháo. Đấy, đây là cái ốc bản lề của cánh cửa các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Phần ngoại thất và nội thất đều rất mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít với đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chỉ 6,16 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn ạ. Nếu như chạy trong đô thị lên đến 8 lít nhưng chạy ở ngoài đường trường chỉ hơn 5 lít một chút thôi các bạn ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đấy, đó là nó còn nguyên bản này. Tôi sẽ mở cái nắp này ra cho quý bạn cùng xem nhé. Nguyên bản và chúng tôi mua về, chúng tôi còn không có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Còn nguyên một lớp bụi mờ phủ ở trên cái động cơ này. Đấy, còn nguyên một lớp bụi mờ nhé. Bây giờ dọn đi là nó sẽ sạch, nó sẽ như một xe mới luôn ạ. Nếu chiếc xe này chúng tôi đem dọn dẹp đi nó sẽ như một chiếc xe mới, nhưng thực tế là không cần thiết ạ, vì chiếc xe này nó quá đẹp rồi, quá mới rồi đấy ạ, không khác gì một chiếc xe mới rồi ạ. Dọn vào đây chỉ có cho nước vào đây thì nó sẽ không tốt cho động cơ, cho nên là chúng tôi không cần thiết ạ. Đấy, quý bạn xem này, tôi quay chi tiết nhé, chưa có dọn dẹp gì cho nên nó có được phủ một cái lớp bụi bẩn mờ thôi, rất mỏng các bạn nhé. Ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Ốc mặt máy này cũng còn nguyên bản hết luôn, chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở trong cái khoang động cơ này đâu các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản và còn rất đẹp hết luôn các bạn này. Ốc giảm xóc này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn này. Chưa có một vết tháo nào luôn các bạn nhé. Kể cả cái ắc quy này cũng còn nguyên hết luôn này. Đấy, được phủ bởi một lớp bụi rất mờ. Đấy, không cần phải dọn mà nó đã mới, đã đẹp như này rồi. Ốc cabo đây thưa với quý bạn này, ốc cabo này, keo chỉ cabo cũng còn zin hết luôn ạ. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là còn zin, còn nguyên hết này. Đấy, logo ở trên cabo này, đúng con ruồi đậu đúng với cái logo này. Đấy, logo cabo. Đấy, ốc cabo còn zin, còn nguyên bản hết luôn quý bạn này. Đấy, phải nói là một chiếc xe quá là đẹp ạ, không khác gì một chiếc xe lướt các bạn nhé. Đấy, với 3 vạn km và động cơ mới như này đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2019, mới lăn bánh được hơn 3 vạn một chút thôi quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, đến cái đồng hồ công tơ mét còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.